Xin chào cả nhà, hôm nay mình cùng với Phong hai anh em quay lại là xóm Việt Kiều ở giữa trung tâm Sài Gòn. Thì hôm trước mình có quay và chia sẻ cuộc sống của những phận đời lênh đênh trên biển hồ và sau đó hồi hương. Và bây giờ thì những bà con ở đây là không có giấy tờ, không có quốc tịch, thành ra là cuộc sống mưu sinh rất khó khăn. Thì hôm nay mình cùng Phong đến thì lúc này là được nước đang lên các bạn ạ. Bà ơi, chó. Dạ. Nó chạy ở trong rồi. Được đi. Hôm trước là mình và Phong mà hai anh em đến ấy, thì nước đang cạn nên mà. Cô đuổi giúp cháu ơi. Con là nói trước là con sợ chó lắm. Cô ơi, có ai bao giờ bị sụt cầu xuống sông rồi chưa? Vậy hả? Đi lên bà hai bé. À. Trời ơi con ghê quá. Hai bé chạy ra đi. Sao không làm cơ? Thôi tháo giúp ra đi chụp. Chuột hả? Té hả con? Nhớ con, nhớ tụi con chứ. Nhớ. Bữa nay ghé thăm cho quà cháu hai cháu nhỏ. Trông chênh quá Phong ơi. Thôi này là anh dễ được chụp lắm nè. Chụp là ướt hết ba lô luôn á. Xong rồi. Ô cô ơi, có cái đường đi bên kia không nhỉ? Chắc anh đi lại đường đấy Phong ơi. Không được đâu, chiều ghê được. Chúng này nè con, chúng này đường này luôn đi, rồi quanh. Đi xuống đường bảy. Đó. Con mấy đi đường đó, xuống trước đi. Ui. Ai là con bước xuống đây được. Qua đây được. Rồi, cho anh đi lại đi. Có năng đâu vậy mà đi đường kia được. Dạ. Đó, cẩn thận rồi, xong đó. Mình phải quay lại đây các bạn. Thì ở trong buổi trưa nay thì mình cùng với chị Tưởng và Phong mấy anh em mà cũng đi thăm và trao quà cho các bà con Việt Kiều ở bên biên giới xã Tuyên Bình, một huyện vùng ven của Long An. Thế đấy, bây giờ mình quay trở lại đi hàng ngày thì nó thuận tiện hơn. Đây là những cây gỗ mà mọi người nhặt về. Đây xóm Việt Kiều này thì cũng có khoảng 7 gia đình sinh sống các bạn ạ. Thì trước đây mọi người cũng sinh sống ở trên biển hồ, nhưng sau đó đã di chuyển về đây xuôi dòng sông Nam Vang. Thì bà con ở đây đã về đây là trước những bà con Việt Kiều ở trên Long An nha các bạn. Cháu đâu cô? Ôi chào chú. Anh đợt trước là mình đâu có thấy cái này đâu hay. Nó có chút xíu mà bây giờ nó lan cái nè. Sao vậy? Bị sao vậy cô? Không biết, tự nhiên nó vậy. Ủa hôm trước mới có cái biếu mà hôm nay sao mặt rồi đấy? Nè cháu bị biếu nè đó. Nó xanh xanh là gọi đầu cái nó ngại nó bự ra vậy đó không biết. Cháu có nói chuyện với mọi người bình thường không? Không có thấy nói chuyện gì đâu, nó chưa biết nói chuyện mà. Nó mới có 9 tháng à. À mà ngồi cho ngồi được rồi. Ừ. Ngồi vững không ta? Chưa đâu. Sao vậy? Sao con la vậy? Bé được bao nhiêu ký cô? Nó được 8,5 kg. 8,5 kg hả? Ba mẹ cháu đâu hết rồi? Đi làm chứ. Về. Dạ. Hôm bữa thì con ghé thăm. Thì sau khi mà con thăm thì con có nhận được cái món quà từ một cái chị tên là Cherry Trần gửi cho con 1 triệu. Thấy hai bé ở xóm Việt Kiều mình nè. Yeah. Thì bé này thương quá thì chị đó gửi cho bé 500 với một cái bé ở bên ghe kế bên. Yeah. Bé này tên gì quên rồi bác à? An Nhiên. An Nhiên. Rồi An Nhiên. Chú gửi cho con 500 từ một cái chị có tên là Cherry Trần gửi cho con. Dạ, yeah, cảm ơn cô Cherry Trần. Cây Trần. Cô này ở Thủ Đức. Dạ, cô giúp đỡ cho cháu có tiền mua thuốc uống. Dạ. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Chúc cô được nhiều sức khỏe. Dạ. Yeah. Bây giờ chắc tụi con qua thăm bé. Qua thăm bé mà biết sao đi được nữa nè. Bây giờ con qua bên này sao cô? Đó, biết sao đi nữa đó. Chắc là đi sang bên chỗ bà thôi, đi thuyền bên kia kìa em. Đi chứ được mà nó lúc cái cầu đó, cái chỗ cái cầu đó sao đi em. Đi, chui này, cái này qua. Đi bên này nè. Đi bên này sao sao nó được. Đi gần sao đi, ổng bắt cái cầu trong đây đi, đường này con nào. Đây chú bắt cầu nè. Bắt sao đi, bắt sao chứ đi. Chứ dạ. Sao đi được rồi, bắt cái cầu này ngang cái nhà cái mẹ nó bệnh á. Hôm nay là nước thì triều lên, nên là mấy anh em qua khu vực này vất vả lắm. Nếu mà đi vào cái thời điểm mà đỉnh triều nữa là càng khổ nữa. Chú ơi, dây điện nằm cao lên chứ thấp nhà nó chạm nước nó nhỡ nó hở điện là sao? Nước lên, nước xuống cái gì đó. Dạ. Đây là nước sinh học là múc từ dưới này lên hả chú? Nước nó không có xài. Nước làm sao hả? Ủa, dây điện này, xong đấy.
quá, nó giật chết luôn. Nguy hiểm. Này nhờ chú phải bắt qua mình mới đi qua được. Bà, ơ bé ở nhà sao lúc nào mặc áo phao này vậy chú? Hay là mặc chơi vậy? Chơi mặc á. À thích mặc áo phao à? Trong cần nhé. À đi đi ông anh. Dạ. Tôi à, tôi. Dạ bước qua luôn anh, bước qua. Cẩn thận Phong. Cháu là con anh hả? Thôi em chui qua cho an toàn. Đây à. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Anh đi làm về lâu chưa? À mai chủ nhật mà đúng không? Dạ. Con mic vô có cắn em không ta? Trông tranh rồi. Lần trước thì gọi anh xuống chờ, lần trước thì anh lên về được rồi, xuống dễ hơn. Ông bé kia nào, bé cháu kia nào sao? Dạ. Được chưa? Lên chưa Phong? Lộn mẹ mày á, thằng chơi á. Ôi trời. Sao vậy? Ôi giật mình lắm con, nó mặt hồn quá chứ quay giờ. Hú. Hú quá chứ vậy? À? Cô bị liều hả? Ủa, nói nhờ giật cô. Rồi, bữa sau con chọc cô chết luôn nè. Giật mình giật mẩy hoài, không ai nói gì thôi, nó la lớn rồi đó. Dạ. Đó, chú ẩm, con ẩm em ra. Hay là sang bên này ngồi cho rộng đi Phong. Dạ đúng rồi. À, sang. Dạ. Em ngồi qua nha anh hai. Em qua bên này đi. Dạ, à, người xem. Dạ. Trời, cháu đang gắn cái ống như ngay cổ vậy anh. Dạ, không đó, thở, 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 bé thở bằng ống đó. Dạ. Ủa chân tía. Dạ, qua đâu qua. Anh lên đây ngồi nói chuyện với bọn em một chút đi. Dạ. Anh lên đây ngồi đi. Ba cháu hả? Dạ. Anh bây giờ làm công việc gì? Dạ em đi làm hồ anh. Làm hồ hả? Anh cứ ngồi đây đi, ngồi cho thoải mái anh em mình trò chuyện chút. Mẹ cháu đâu anh? Dạ, đi đâu rồi? Không không không, từ lúc mà cháu đẻ cháu ra là mẹ đi luôn hả? Mới đi đây nè chú ơi. Mới đi đây thôi. Dạ. Phong có cái này anh cũng chia sẻ này. Hôm trước ấy, em được biết là cách đây khoảng 8 tháng thì cũng có cái anh Khương Dừa, anh có đến đây quay clip về hoàn cảnh nhà mình. Dạ. Thì hôm trước là cách đây mấy hôm thì cháu cũng đến thăm cô và bé, thì cô nghe cô chia sẻ rằng ấy là mẹ của bé là khi sinh cháu ra rồi bỏ cháu đi. Dạ. Nhưng mà có rất nhiều bình luận các bạn có kể lại rằng là trước ấy thì hai vợ chồng anh có bán rau ở gần đây và bảo là thế thông tin không chính xác. Vậy thì hôm nay em muốn nghe anh giải bày câu chuyện của vợ chồng anh nghe được không ạ? Dạ. Nói cho mấy anh này nghe. Đấy, thì anh có sao anh cứ kể cho bọn em biết để mọi người hiểu ấy. Hết duyên hết nợ rồi thì vợ chồng em thì cũng nói chung lục đục cự lộn hoài anh ơi. À. Dạ. Bây giờ nói cho thẳng anh mày, nó dạ. Nuôi cái thằng này nó nuôi không có nổi. Thế cô lên đây ngồi nói chuyện cháu luôn đi. Dạ. Nó bệnh nó chú, nó nuôi không có nổi rồi giao cho nó giữ rồi tôi đi khám bệnh nó mãi một ngày là nó kiếm chuyện nó gầy lộn với thằng này nó bỏ đi rồi. Đó, nói chú nghe vậy đó. Nói chuyện riêng tư không dạ. Nói nữa dạ, giờ quan rồi. Tâm sức khỏe của cháu thôi, anh ngồi gần đây cho mọi người xem thử cháu là bệnh gì đây ngồi khí quản hả anh? Dạ, dạ, tại vì cái đường thở của bé thở không có được. À, rồi sao em thấy mắt cháu hơi to so với những trẻ bình thường? Dạ đúng rồi, tại vì cháu không có nằm bệnh viện vậy luôn á chú, cái đó nó xanh ra không có dạ, với cái đầu bé nó đang hoàng dạ. Đó nó vô thuốc kiếp mà chú lấy cái đầu nó sưng lên u lên đó. Bây giờ là nói còn phẫu thuật là tới nó lớn luôn á, tới vị thành niên luôn á, phẫu thuật cái đầu dạ không được. Tụi con là hôm trước khi mà tụi con thăm á thì con nhận được cái món quà của một cái cô tên là Cherry Trần ở Thủ Đức. Dạ. Gửi cho cháu 500 thì với một cái cháu gia đình của Bi Tiến đúng không? Bi ừ. Tiến vừa mới bị mất, Bi Tiến cũng nhỏ nhỏ khoảng 7 tuổi vừa mới mất thì mẹ cháu có gửi cho tụi con 3 triệu. Chích ra mỗi cháu khó khăn nào cháu đó thì gửi cho 500. Thì mẹ Bi Tiến ủng hộ cho bé 500, chị Cherry Trần ở Thủ Đức gửi 500 nữa. Dạ. Thì thôi, mọi người lì xì cho cháu 1 triệu. Ở với cả trăm à. Cô bức không? Dạ. Nhớ mấy cô đó nói tên anh mình nói tên đó. Cảm ơn. Không sao đâu, không sao đâu. Không nghe. Không sao đâu. Dạ. Cảm ơn mấy cô và mấy cô ở đây nha. Cũng như mấy cô nào đó gỡ cho con bé đó. Cô nào cũng ăn hơn hết trơn. Cho bé cầm tay. Dầu giàu sức khỏe đi chứ giờ cũng khổ. Cháu bệnh này. Cô bác cho thì mà cảm ơn cô bác bây giờ có làm ra tiền đâu để lo cho bệnh. Cũng nhờ mấy chú ở đây đi tới đi lui rồi mới có tiền cho nó chứ. Dạ. Bé lại gì ra tiền đâu chú ơi. Ở đây thấy rồi.
Anh ơi, thế bây giờ bác sĩ chẩn đoán là cháu bị ra sao và cái hướng điều trị như nào anh? Anh có bé nói cụ thể của mình là nó khác hơn người ta. Con người mình nó có cái vách vách não á, chia ra làm hai. Còn bé thì bẩm sinh không có, nên là sau này á, cái não vị thành niên càng ngày càng lớn á, là phải phẫu thuật cho bé là dạ. Dạ. Nới như nới cái bộ não ra. Vâng. Dạ, tại vì nè đầu bé nè. Vâng. Dạ, nó ấy nè, do nó khác hơn người ta á, tại vì đứa trẻ khác thì như người lớn cũng gì cũng có cái vách như cái não mình nó có hai bộ phận chia ra. Còn bé không có, bé nó không có cái vách đó. Vậy thì bác sĩ có chẩn đoán và cho biết là khi nào sẽ phẫu thuật à? Nói chung là bé phải làm trước là cái đường thở bé sau này là trước tiên, rồi bé càng ngày như là 2-3 năm gì đó. Tới 15 tuổi. À, tức là cái việc đấy là sẽ xử lý sau, còn bây giờ cái đường thở của cháu tùy theo đứa gì đó, cũng lớn lớn tuổi vậy đó. U của bé nó cũng khác hơn người ta nữa. À dạ. Dạ, nó qua cho này phải mắc cắt nó, nói chung là tùm lum hết bé này tùm lum. Dạ. Dạ. Thì không phải được như mấy đứa trẻ bình thường ta. Vâng. Nói chung bé nhiều. Thế bây giờ cái đường thở của cháu thì bác sĩ sẽ ở khi nào phải can thiệp, khi nào phẫu thuật? Tại vì á người ta ở đây á, mình có cái má xương còn của bé không có, nên là thở thì cũng thở chưa biết là làm đầy được đủ không. Mình nói chân, nói chung tại vì mình là ở đây có cái cục xương cái gò má đây đúng không anh. Dạ. Còn bác sĩ xe qua mình chẩn đoán bé là không có hai bên. Vâng. Cho nó lớn nó tỏ gõ rồi. Vậy thì bác sĩ bảo khi nào sẽ phẫu thuật anh, xử lý cái dạ. Đứa ấy thở cho cháu cho tiện. Dạ, chưa biết anh. Nhiều khi nhầm đứa nó thở được thì 2-3 năm, còn không mấy thì lâu dài hơn thôi, thì thở vẫn thở cái ống này hoài là vẫn cứ phải để vậy hoài. Dạ, không nói chuyện được. Dạ. Mình lúc mang lúc anh kể với em mà lúc vợ chồng mang bầu đi siêu âm không? Có đi khám dạ, không? Đi siêu âm có bình thường. Dạ, không có gì hết đó. Bình thường mà khi sanh cái da thì nó à, vậy ạ. À. Dạ. Thế còn tim của cháu sao, có ảnh hưởng gì không? Dạ, không. Chỉ phổi thôi. Bé nó bị lõm ngực. Là sao anh? Nó bị lõm ngực. Lõm ngực. À, cái đường thở nó bị lõm ngực, cái lõm nó thở vô cho hút vô trong. Dạ. Em nhớ là thường khi quá trình mà mang bầu á, thì cái tuần tháng thứ 13, 14 và tuần tháng thứ 21, 23 khi siêu âm thì có thể sẽ phát hiện được ra các dị tật trong thai nhi. Nói chú là lúc mà nó 4 tháng mấy, 5 tháng rồi đó, siêu âm ra thì bác sĩ người ta cũng chẩn đoán thằng này nó có bệnh gì đó, nó bỏ. Vâng. Tôi sợ tội, nó ngay đi tại tôi, nó tội 5-6 tháng, 5 tháng rồi mà bỏ cái gì tội nghiệp nữa. Dạ. Đẻ đi nhiều khi không có làm sao, như lúc đó tôi sanh dạ. Này người ta cũng nói nó bị tật nguyền mà tôi sanh ra nó không có. Dạ. Thôi để đẻ đi phá tội nghiệp nó, người giờ sanh ra mình sao mình mới chịu vậy luôn chứ sao giờ à. Sợ tội tội nghiệp nó đâu. Dạ. Thế vợ chồng anh cưới bao nhiêu lâu thì sinh cháu? Dạ khoảng gần 3 năm anh. Gần 3 năm mới sinh cháu, cũng khó khăn có dạ. Bầu hay sao? Dạ nói chung là cũng đi làm mướn là cũng khổ, cũng chưa định sanh, nhưng là tại vì kiếm đứa bé rồi nặng hay hủy. Anh đưa cháu cho bà bế đi. Ông anh bế mình... đi cho dạ dạ. Ờ tuột tay rớt xuống nước chết luôn á. Con này bị liều chọc bé cái là bà. Mà mẹ của cháu hay về đây thăm cháu không? Từ lúc giờ dạ, không, cũng đi làm hay gì rồi, em cũng không biết. Nói chung là cũng khổ, hoàn cảnh khổ rồi, vợ cũng dắt cũng đi làm kiếm tiền. Có đây. Tại vì cũng hết chi hết nợ thì mà thôi, mỗi người mỗi nơi vậy anh ơi. Chứ không phải là nói chung cũng không có trách gì, dạ, cũng không phải là nghèo khổ hay là cũng phải gì, tại vì thấy sống mà bị lộn hoài thì thôi. Để cho vợ em cũng có tương lai khác. Đi bằng mướn người ta, nói chú nó đi bằng mướn thì cũng giỏi lắm. Mặn á, vì ngày vì đêm nó không có biết nhát. Nhưng mà nó kêu nó chăn hồi này một ngày là nó sợ rồi. Kiếm chuyện như này là bỏ đi. Nó vậy đó. Tôi đi bệnh viện mãi tôi hỏi chú, đúng lý ra bệnh tôi là tôi nằm mãi đó chứ đâu có về đây. Rồi á, không về đây rồi ai coi con cái thằng này. Nó đâu có giữ được đâu. Thức đêm thức ngày lên bà mua cho anh hai là cho nước thôi. Ờ thôi thôi anh, tôi mua cho chị một xíu tiền đi. Thức với nó mà sáng đêm luôn á, tôi nói chú một đêm ngủ chưa được mà nói chừng 15 phút 20 phút buồn quá nằm. Thức tới sáng vậy. Ở trên bệnh viện vẫn vậy, 7-8 tháng trời của mình tôi nuôi không chứ có ai đâu nuôi. Ở bệnh viện như vậy thì bác ăn gì? Cơm từ thiện hay là cơm đâu? Cho. Cơm từ thiện người ta lỡ người ta mua sẵn rồi người đi lấy cơm từ thiện sẵn rồi cô bác người ta mua đem lỡ để đó cho mình ăn đó chú. Ta thấy con mình nên không có đi đâu được hết trơn.
cái này cũng chia sẻ với mọi người thật đó, là cái xóm này là hồi xưa mình gốc ở Campuchia. Trước năm 75 khi mà cái nạn diệt chủng Pol Pot thì mình di chuyển về lại cái Hồng Ngự đúng không ạ? Đồng Tháp, sau đó mình di dân quan Chi Tôn, An Giang mình ở. Rồi dần dần thì mình cập ở cái bến Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Ở bến Bình Điền sau đó thì xây cảng Bình Điền thì mình di tản về đây. Vì vậy thì nói để cho mọi người hiểu rõ rằng là đây là những cái người sinh sống ở gốc ở Campuchia, di cư về Việt Nam được mấy chục năm rồi, chứ không phải là những người gốc ở miền Tây Nam Bộ. Dạ. Bác cũng chắc có lẽ cũng trải qua cái thời đoạn giai đoạn mà chạy Pol Pot thì lúc đó bác còn khoảng thiếu nữ. Cho nên là nhiều người lúc khi tụi con quay clip á, nhiều người nói là không phải đâu, cái xóm này là cái xóm dân miền Tây. Dạ. Nhưng thực ra thì gốc mình là ở Chim Miên. Dạ. Dạ. Gốc ở Chim Miên. Mình cũng người Việt. Con thì con được một cái người, một cái cô giám đốc chợ Bình Điền giới thiệu về cái xóm mình. Dạ. Thì con mới biết, thật sự thì con ở quận 8 luôn. Dạ. Mà tụi con không hề biết cái xóm này. Thì khi tụi con đến thăm thì sau này tụi con nhận được một vài thông tin thì mọi người cũng nói là đây không phải là xóm Miên. Dạ, dạ, bắt rồi đó là cuộc sống bà con ở đây thì con cảm nhận được cuộc sống bà con ở đây có một sự quần tụ đúng không? Ở đây thì nghe nói có một cái thành viên mới, gia đình mới đúng không hả? Có thêm người nào mới cập về bến mình không? Dạ. Không hả? Là 6 hộ ở đây là sống từ đó, 7 hộ. Dạ. Đó giờ đi đâu có ai đâu ở đây. Cái này cũng thông tin cho bà con ở đây được tin vui là trong thời gian tới chắc khoảng 1-2 tuần nữa thì khi mà mấy anh em sắp xếp được việc á thì có một cái đoàn giúp đỡ mạnh thường quân, đó là chị Thúy ở quận 2 và chị Tưởng ở quận 5, hai chị sẽ mang mấy cái món quà bánh kẹo, nhu yếu phẩm như là ít quà cho xóm mình. Thì nếu mà đến xóm mình thì thời gian nào trong ngày là đầy đủ hết 7 thành viên và thứ mấy hộ gia đình nhé. Bảy hộ ở đây thì muốn đến thăm đầy đủ thì chiều tối quá, chiều cỡ vậy đúng không? Dạ, chiều cỡ thì rồi có mặt ở trên. Dạ. Hôm nay dòng nước nó hơi đen và có cái mùi hơi khó chịu. Tụi con là dân lạ tới thì tụi con không chịu được cái mùi hôi dòng nước này. Dạ. Thì bà con ở đây chịu sao mà nổi, sinh hoạt làm sao? Mũi này đang ngồi mũi đút liên tục hả? Nước lên, nước có nước rồi đó chứ nãy nó hôi. Nước không nó đút cho chú coi mũi nó đút mà ta. Trên nhà trọ mình câu nhờ như vậy nó xuống mình xài. Rồi nước thì sao? Nước thì không có. Hôi quá. Thì ta thực sự rất là hôi. Nói chú nè, tại vì chú biết sao không? Bé nó còn ở đây là nó nằm bệnh viện với Đồng Nai. Nó còn phẫu thuật lâu dài lắm chứ không phải như người ta mà bé người ta ngày không có gì bệnh hoạn, không có gì ta đi chỗ này chỗ kia được. Mấy ổng có đuổi, mấy ổng kêu muốn nhà trọ ở. Muốn nhà trọ mình lên ở còn ghe nằm bèo lá là bán mắt bán rẻ cho mấy người ta mà ở mà cầu mà thở đó chú. Nếu mà có người sẽ trả tiền nhà trọ cho bà con ở đây thì sao? Bà con chịu không? Bà con lên bờ. Con mừng muốn chết luôn chú ơi, tôi tham lên trên đó mà không có tiền lên ở. Một tháng ở đây bao nhiêu ạ? Có 1.2 triệu hả? 1.2 triệu điện nước luôn là 2 triệu. Dạ. Mỗi hộ ở đây 7 hộ, 2 triệu, 14 triệu một tháng. Dạ. Một năm là gần 180 triệu. Dạ. Chi phí lớn á. Quá lớn. Thì sao nó trôi anh? Cái thuyền trôi tự nhiên là nước đang gập gờn giờ nói với chú gì nè, cũng như là mình nói câu này, thí dụ như mấy đứa nó có bệnh á, chú mấy đứa cháu này nó bệnh á thì mình mướn trọ cho nó ở đỡ hôi thối, em nó tội nghiệp cho nó. Còn mấy đứa trẻ khác mình chứ nó không có bệnh hoạn á, biết không? Dạ. Thì ta ở tạm được, ta ở dưới ghe cũng được chứ không phải là cần đòi hỏi gì lên bờ. Nhưng mấy đứa này cần lên đó mà mình đâu có tiền đâu để lên chú. Này, mùi cháu đang bệnh nè mà đã ngửi cái mùi hôi như từ nước cống nước sông này. Dạ, đó thì bơ gì đó. Giờ mấy ổng nói đuổi chỗ này thì phải mấy bà lên nhà trọ đó ở đi, bằng gọi giá lên đó ở đi, rồi tiền không có tiền trả nhà trọ người ta nữa chứ ham lên như lắm tháng 1.2 triệu thì thiếu nước tù luôn, thì cũng gần 2 triệu. Thôi thì để có gì con sẽ tìm giải pháp nào đó rồi con báo cho mình tin vui. Dạ. Nha. Còn chắc con hỏi một cái ý cuối nữa thôi để cho mọi người nghỉ ngơi. Ở đây thì hơi tế nhị xíu. Dạ. Bà con đi giải quyết cái nỗi buồn làm sao? Đi đại sinh á, vệ sinh làm sao? Ra sông luôn rồi con. Vệ sinh. Nỗi buồn. Vệ sinh có cầu làm sao á chú? Làm dưới dòng nước này luôn. Không có, mình đóng cái cầu ở sao lấy ghe á. Dạ. Dưới dòng nước luôn. À, đó là văn hóa miền Tây á, dạ. Văn hóa cầu tởm á. Ấy dạ. Cái dòng nước này đâu có ai xài được đâu. Cái ghe đó là có bệnh. Dòng nước này là ta ấy chứ. Cái ghe này là có toilet ở đó, xong rồi mình nhà tắm đây luôn. Cái này hỏi tới vậy xíu nữa nha. Là mình đại tiện có khi nào cái mình nó trôi lên bờ dưới ghe mà vậy không? Vậy nó trôi mà nó xuống luôn mà.
Trôi vào lấy cái kiều đi hả? Không có đâu, nhiều khi mình không có đi vợ chỗ khác nó cũng trôi lại. À. Sông này ở nên này nè ba cái lục bình này nè thì trâu cho mày trâu mày dạ. Có mấy cái ghe mấy cái tàu mà này mai đi mai đi khám hả cô? Đi cái tàu nó chạy cái búa. À. Vô chiếc cái búa nó rồi mới đi về. Ở một ngày đêm mới về. Dạ. Ngày buổi chiều ở cái xóm Việt Kiều Campuchia ở giữa lòng Sài Gòn. À, hôm nay tụi con ghé thăm để chuyển hai món quà nhỏ nhỏ cho hai cháu nhỏ. Hôm nào sẽ thăm đầy đủ hết 7 ba con, gửi quà cho 7 hộ. Dạ. Dạ. Bé này đi học chưa cô? Trời ơi, đi học một tháng 2 triệu mấy tiền đâu gửi nó. Vậy đòi nhà luôn hả? Đi dạ. Học. Dạ. 2 triệu mấy nắng. Cũng phải cho cháu. Vậy thì thôi được rồi, bọn chúng cháu xin phép các cô các chú nha. Thời gian tới anh em cho cháu đến thăm cô chú nữa. Dạ, dạ vâng. Ơ bé này vừa bé tên gì nhỉ ta? Cháu. Bé này Trương Bình Quân. À Trương Bình Quân ạ. Ở bữa đó nó bệnh quá nó tên Khương vừa quay là nó tên Thắng Trương dạ. Trương Đức Thắng. Ô nhưng mà thế ở đây thì cháu nó có đăng ký được giấy khai sinh như gì chưa cô? Giấy khai sinh nó có chú. À vâng. Có. Dạ. Cô ơi, nhà mình số điện thoại là bao nhiêu cô? Cô đọc cho cháu xin số điện thoại của cô với. Điện thoại không đọc cho anh mày không? 0888. Dạ. Anh đọc giùm em to lên cho dễ để lưu lại cho dễ nhớ. Đọc số điện thoại em là 0888 436192. Dạ, vâng em cảm ơn anh nhá. Vâng. Thì các bạn xem được cái kênh của mình và có thông tin của gia đình nhà cháu á, con chỉ chia sẻ thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của ba cháu bé nha các bạn. Cho hai thằng này nữa lên nhà trọ nó. Đúng không? Dạ. Nhà cô mấy bé kia có họ hàng gì không? Có. Dạ chị em với nhau không đó. Chị em ruột hả? Ừ. Ồ. Chị em ruột không? À đông thấy mặt cũng giống dựa giống nhau giờ đấy. Vâng. Thôi cháu xin phép nha. Về khỏe ăn hai chú. Dạ vâng. Ủa mà từ hôm đến này cháu không thấy chú đâu. Chú chồng cô ấy. Chú đi rồi, đi làm hồ. À. À vậy ạ. Chú làm hồ có khoảng 5 giờ mấy 6 giờ mới về bị làm ở xa chạy về đây. Dạ. Thế là xe máy nó vứt hết trên kia con xích một con chó để nó thấy ai lạ sủa hả? Dạ. À, vâng. Vậy mà nó lấy hoài chú ơi, mắc hoài. Vâng, thưa cháu. Xe hơi tốt chú lấy mắc còn mấy xe cù bắp còn nằm nữa. Vâng. Thưa cháu xin phép nha. Đừng có đọc cái bao cái cặp dạ. Rồi chú. Dạ vâng, cháu nhớ rồi ạ. Cháu đi đây ạ.